Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoài. Họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhậm lời. Đừng bắt chước họ, vì cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Vậy anh em hãy cầu nguyện như thế này: lạy cha chúng con là đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh cha vinh hiển, triều đại cha mau đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, một trong ba yếu tố mà mùa Chay Thánh mời gọi chúng ta thực hành đó chính là cầu nguyện. Cầu nguyện cần làm song song với hai yếu tố còn lại là ăn chay và làm việc lành phúc đức. Ngày hôm nay lời Chúa chỉ cho chúng ta cách thức làm thế nào để cầu nguyện cho phải phép. Bởi vì rất nhiều khi đời sống tôn giáo là đời sống của cầu nguyện, thế nhưng nhiều khi chúng ta lại không biết cách cầu nguyện thế nào cho phải và cảm thấy bối rối lúng túng như là các môn đệ đã phải chạy đến với Đức Giêsu Kitô: lạy thầy, xin dạy chúng con cách cầu nguyện. Và qua bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy rằng cầu nguyện không phải là một hành vi mang tính cách ma thuật, có nghĩa là một cái hành vi mà mình mong muốn Chúa làm theo ý mình, mình uốn lòng của Chúa thành cái ý muốn của chúng ta. Bên cạnh đó, Đức Giêsu cũng khẳng định cầu nguyện nó không hệ tại vào cái việc lắm lời. Cứ phải nói nhiều, lặp đi lặp lại thì mới là cầu nguyện. Không cần nhiều lời, không cần rậm lời. Và điều thứ ba, đó chính là cầu nguyện cũng chẳng phải là thông báo cho Thiên Chúa biết những cái vấn đề của mình. Mình cứ sợ rằng Thiên Chúa không biết rằng là con đang khổ lắm, con đang đau bệnh lắm, con đang gặp vấn đề này, con đang gặp hoàn cảnh kia, cho nên là lần cầu nguyện nào cũng phải thông báo cho Chúa đủ mọi nhẹ. Ba yếu tố không thuộc về cầu nguyện đó chính là ma thuật, lắm lời và thông báo. Vậy thì cầu nguyện có nghĩa là gì? Lời Chúa ngày hôm nay nói cho chúng ta điều đầu tiên, cầu nguyện có nghĩa là cần sự đơn sơ, hồn nhiên và chân thành. Đơn sơ như những đứa con trong gia đình thưa chuyện với bố mẹ, nó không cần phải rào trước đón sau, đi thẳng vào vấn đề. Và trong cái vấn đề đi thẳng đó, nó thể hiện cái mối tương quan giữa nó với bố mẹ. Có một vị giám mục nọ đi về thăm kinh lý một sứ đạo kia, thì vị giám mục được người ta mách cho rằng là có một cụ già ở trong sứ đạo đã gợi hứng rất nhiều cho những cái hoạt động mục vụ ở trong sứ đạo đó. Vị giám mục này liền đến thăm bà cụ. Thì khi bước vào nhà, cái ngôi nhà tồi tàn này, thì vị giám mục hỏi bà cụ rằng là: thưa bà, cái gương thánh nhân nào hay là cái sách đạo đức nào mà bà vẫn đọc để hướng dẫn đời sống tâm linh của mình?
Mà cụ trả lời rằng là thưa cha, thưa đức cha, con chẳng biết chữ, chẳng có biết đọc cái sách cái gì, chẳng nghe cái chuyện gì. Giám mục hỏi tiếp là vậy thì bà đọc những cái kinh gì? Bảo con cũng chẳng biết, thì cũng thuộc nhiều kinh. Từ bé đến giờ con chỉ thuộc mỗi kinh lạy cha, kính mừng sáng danh hết. Mà con khổ một cái là một ngày con cũng cầu nguyện nhiều lắm, cầu nguyện nhiều lần đó. Nhưng mà chẳng có cái lần nào ra hồn cả. Giám mục hỏi rằng là cũng thắc mắc, bảo nếu bà cụ này là người đạo đức như thế, gợi hứng cho nhiều người như thế, và cái đời sống của bà tốt lành như thế, chắc hẳn là cái cầu nguyện của bà đặc biệt lắm. Thì vị giám mục cũng mời gọi bà hãy kể cái kinh nghiệm cầu nguyện của mình. Thì bà cụ mới kể rằng là con thưa với giám mục là ngày nào con cũng cầu nguyện cũng nhiều lần, nhưng mà chẳng có lần nào nó ra hồn. Mỗi khi mà đọc đến cái kinh lạy cha chúng con ở trên trời, đọc dở có nửa kinh thôi là con lại ngừng lại, không đọc được nữa. Bởi vì con cảm nghiệm thấy rằng là Thiên Chúa tốt lành như thế, làm thế nào lại cho một cái bà già hèn mọn như con đây được trở thành con cái của Chúa. Vậy nên là cầu nguyện tới đấy là đứt, không cầu nguyện lại được nữa. Rồi lát nữa lại đặt tới chỗ đấy lại đứt, cứ như thế thôi. Thì vị giám mục đã ngỏ lời với bà cụ: thưa bà, lời cầu nguyện của bà nó đẹp còn hơn tất cả những lời cầu nguyện của chúng tôi. Bà hãy cứ cầu nguyện như thế đi. Thưa cộng đoàn, một sự đơn sơ chân thành như thế là cái điều mà Thiên Chúa muốn. Và cộng thêm đó, lời Chúa ngày hôm nay còn nhắc nhở chúng ta, lời cầu nguyện tin vào nó phải phát xuất từ sự kín đáo. Hay nói một cách khác, tin vào trước khi mà chúng ta có thể làm cái gì bên ngoài thì chúng ta cần phải có cái mối tương quan với Thiên Chúa trước tiên. Trước khi ra cầu nguyện cộng đồng thì hãy có cái mối tương quan với Thiên Chúa trước đã, trong cái sự kín đáo, trong sự gặp gỡ thân tình. Và cuối cùng, cầu nguyện nó cần đi với tinh thần tha thứ. Xin tha cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ mắc lỗi với chúng con. Anh em không có tha thứ cho những người mắc lỗi với anh em thì sẽ không được cha anh em trên trời tha thứ cho anh em. Điều đó là nó rõ ràng. Kính thưa cộng đoàn, sống trong tâm tình của mùa chay thánh, chúng ta được mời gọi cầu nguyện và ước mong rằng mỗi ngày khi mà cộng đoàn chúng ta đều thưa lên với Thiên Chúa lời kinh lạy cha, nhất là cái lời kinh mà chúng ta đọc trong thánh lễ, lời kinh lạy cha sau khi chuyển phép xong, chúng ta đều cảm thấy rằng đó là sự hướng dẫn chúng ta, là nẻo đường mời gọi chúng ta cách cầu nguyện. Cầu nguyện một cách đơn sơ chân thành, cầu nguyện trong sự kín đáo thân tình, và cuối cùng cầu nguyện với cái tinh thần tha thứ. Bởi vì ai cảm nghiệm được cái sự tha thứ thì mới có thể tha thứ cho người khác, và khi tha thứ cho người khác lại được Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta. Amen. Ở cùng anh chị em và ở cùng cha, xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Ngài soi tôi đi vào đời, niềm tin vui gieo lòng Ngài. Ngài soi tôi.